Ion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Ủa đi đâu vậy? Lo. Thầy ơi, thầy có sai gì không thầy? Trời ơi. Thầy chấm lộn rồi, con thấy là con người già rồi thầy ơi. Đúng rồi, thầy đọc lộn má đề rồi. Đúng rồi. Số gì ra, số gì ra, số gì ra. Quê hương Đồng Nai chào đón một người con rất hài. Trở về quê hương thăm mẹ cha bà con làng xóm. Ngày xưa chẳng ai biết phận tài, giờ này người ta thương gần trên. Này bà con ơi, Dương Lâm chiến hài mau chạy ra coi. Anh Dương Lâm ở đâu à? Ở đâu à? 412 412. Hàng quá. Nghĩ đi. Chiến thắng sẽ là đội giành được cái tấm set giá trị cao hơn. Ồ, hồi xưa ở ngoài quê anh là múa là có ông Địa với lại Tề Thiên nữa nha. Dạ, mình có ông Địa, Tề Thiên hả? Có đóng Địa không anh? Mình cũng có ông Địa nữa. Dạ. Nhưng mà để coi các bạn có thể làm được ông Địa không? Ông Địa là rất là khó đó nha. Ủa vậy? Dạ, ông Địa là phải tạo dáng rồi linh hoạt lắm. Được rồi, tụi em có ông Địa mà. Tôi mời các bạn hãy coi xem hướng luyện viên sẽ dạy các bạn một vài động tác. Giờ chia sao? Vậy em làm cái đuôi cho, em làm cái đít cho. Em cái đuôi phải rinh á. Thì em rinh được mà. Ủa anh ông Địa hả, uổng vậy? Hiếu khi nổi anh ông ta. Hả? Hỏi anh ông Địa cho. Thử đi, cứ tập thử đi. Tập thử đi. Ủa đi, xem xe đi. Đó, hay quá Tấn ơi. Hay quá trời ơi. Rồi giật con mắt. Con lăn điên. Rồi chào khán giả. Chưa thôi, dữ vậy. Ủa, ai vậy? Ai vậy? Đâu hai ba. Ok. Sao chán vậy? Ủa lại coi hai ba. Cao mã được không anh? Không được rồi. Sao nữa anh? Thêm thế đi. Ngược rồi. Hai ba lên. Đau quá nha chị. Em phải nhúng xuống nữa. Có thêm chưa? Hai ba lên. Dính gì luôn mày, dính gì luôn. Ok. Bây giờ mấy ông này muốn chuyên nghiệp là ông nhảy á, Mai Quế Thung cùng giờ mình nhảy cha được không? Hai ba cha la la cha 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 quỳ sai quỳ cha 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 vô. Đúng rồi, 1 2 3 không có được. Từng chữ một không được đâu. Rồi không cầm cái này nữa. Lưng này là làm ăn không lên nha em ơi. Cái này là lưng đuổi bại rồi. Lưng này nó kỳ lắm. Này khai trương tao có mời không? Không, anh tao không mời đúng không? Quê ơi, chết điều chuyện quá. Rồi tập tổ hợp 2 3 1 2 3 4. Vậy cái nữa. Rồi xong, giật. Ừ đúng rồi. Mệt quá. Mới tập không đủ hồi hộp rồi đó. Mệt thiệt á. Khi bước vào cuộc thi đấu ngoài lề của giải quận 5 mở rộng, nhưng mà chúng ta cũng có trọng tài chuyên nghiệp đàng hoàng. Wow. Xin giới thiệu với các bạn hai trọng tài của chúng ta là ông Nguyễn Ngọc Tú, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký liên đoàn Lân Sư Đoàn TP.HCM. Yeah. Và kế bên đó là ông Nguyễn Trường An, trọng tài trưởng giải Lân Sư Đoàn quận 5 mở rộng cấp chợ lớn HTV. Trời ơi, sư phụ. Ê,
không mua chùa trọng đài nha. Thầy ơi. Trời ơi, tụi con ở miếu. Xin chào mọi người, tôi là bên đạo thuật Liên Kinh. Đi về. Dạ, thầy giữ giùm con. Dạ, thầy giữ gì vậy em con? Hai đội sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Rồi, liếm chân, liếm chân. Rồi, xuống nè, liếm, liếm hai chân. Gì vậy? Không thấy được. Cái gì vậy? Không thấy được. Ủa, là ai vậy? Tổ hợp đi, tổ hợp đi, tổ hợp đi, tổ hợp đi. Chẳng, chẳng, chẳng. Lèn lá, lèn lá. Quay đuôi, quay đuôi. Quay đuôi. Lăn mông, lăn mông, lăn mông. Oh.
Dắt chân lên chỗ nè, dắt chân lên chỗ nè. Ủa sao có ba con Lân vậy? Em ơi tôi thấy là hai đàn lân đã thấm mệt rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ nghe phần nhận xét của ban giám khảo ha. Không biết tại thế nào luôn à. quá tệ. Ông địa bên lân vàng quậy quá quậy. Dạ. Yeah. Còn ông địa bên lân cam thì đầm chuẩn. Dạ. Yeah. Hình thái của hai con lân thì mình cảm đánh giá là con lân cam ổn hơn, đàng hoàng hơn, nam tính hơn. Ủa. Dạ con cảm thấy vui vẻ hơn. Thầy ơi, con lân lân thì có lân đực, có lân cái. Mà còn là con lân đực nó múa dỗi là phải nhờ con lân cái. Cho nên thầy đừng có phân biệt lân cái tụi con. Phải có cái của đực mới vui. Đúng, kêu là cái con lân mà. Đâu, cái con lân phải đực con lân đâu. Thần thái vui vẻ đi ha. Lân vàng thì hơi buồn một chút. Hơi buồn hả thầy? Diễn yếu chưa? Thấy yếu ghê chưa? Vậy mà chưa vui nữa, bên kia có làm gì đâu. Mà lưng cam thì vui hơn. Có những cái mã bộ nó tương đối tốt hơn. Yeah. Với tư cách là làm cho cái đoàn lưng á, và cái đoàn lưng này tôi thấy rằng là ban liên đoàn sẽ nghiên cứu những cái bài của hai đội lưng rất là hay. Lần đầu tiên chúng tôi mới thấy là có ông địa chạy xe đạp. Dạ. Rồi lưng rồi trên xe đạp rồi quan hô cái sáng tạo của đội lưng vàng. Thầy ơi, mình muốn lân như phải xiết khỉ đó thầy. Chỉ có điều là tiếc cho đội lưng vàng là ông địa đang nửa chừng bị mất cái bụng. Dạ đẻ thầy, lúc này là cuối cùng là ý đồ là đẻ ra con lưng cá. Còn đối với lưng cam á thì rõ ràng là động tác rất là tốt, bài diễn cũng rất là đúng với cái những cái tư thế, những cái bộ của múa lưng. Tuy nhiên thì ông địa của lưng cam á có vẻ hơi buồn thầy của trấn phong thủy ông cam. Địa vậy sao mà thầy gia chủ có tiền được miếng nước nhận xét tiếp mày. Dạ cảm ơn lưng cam. Nhờ cái sự ủng hộ của lưng vàng thì trọng tài quyết định là thầy đội thầy đội Màu cam thắng. Trời ơi. Màu cam thắng. Nhưng mà chúng tôi nói rằng là thực ra là cả hai đội đều rất là tốt, trong thời gian rất là ngắn ta làm được rất nhiều việc. Dạ, xin cảm ơn hai vị trọng tài đã quá bộ đến chấm điểm cho giải lân sư rồng ngoài lề bất ổn của chúng tôi ạ. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn hai vị trọng tài. Dạ, cảm ơn hai thầy. Cảm ơn thầy. Như vậy là đội lân màu cam, tức là đội xà bị trưởng, các bạn nhận được chi phiếu 300.000. Dạ, yeah. Mời anh. Anh lên đi. Anh lên, ông địa lên. Hai đi em lên. Và chi phiếu 150.000 thuộc về đội màu vàng, đội bánh tráng trộn. Yeah. Thì có tiền là vui rồi. Thì sẵn tâu, ước xích 300.000. Còn trong lòng khán giả thì đội nào hay hơn ạ? Ai bình chọn cho đội màu cam à? Trời ơi, không ai luôn. Không ai luôn. Không ai luôn. Không ai luôn. Mua hơi giả rồi. Ai bình chọn cho đội màu vàng ạ? Ai bình chọn cho đội màu vàng ạ? Em muốn phúc khảo lại. Phúc khảo đi. Thầy ơi, thầy có sai gì không thầy? Trời ơi. Thầy chấm lộn rồi, con thấy là có người già rồi thầy ơi. Đúng rồi, thầy đọc lộn má đề rồi. Đúng rồi. Thật ra thầy là chú của tôi. Trời ơi.
chơi sao lại nữa. Trời ơi, nói chung là đây là một cái trải nghiệm á. Để cho biết rằng là cái nghề nào nó cũng vất vả hết chứ phải không đâu. Dạ. Nghề múa lân cũng là nghề vất vả mà phải có đam mê mới theo đuổi được. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các bạn khán giả, các bạn học sinh đã tới đây ủng hộ cho chương trình 2 ngày 1 đêm. Dạ. Và mong các bạn hãy luôn yêu thương và ủng hộ. Đây là chương trình 2 ngày 1 đêm. Quân Huy đã thoát vị đĩa đệm. Tôi cảm thấy tôi đứng đâu là cái lưng, cái đuôi của con lân là nó nhẹ nhất. Bởi vì nó không phải cầm cái đầu, nhưng tôi đã sai lầm. Cầm nguyên cái mình của người đằng trước. Đúng thêm cái đầu. Mà tôi lại thấy là hai anh em tôi, người đầu người đuôi, mặc dù là rất gần nhưng mà mất liên lạc luôn. Gần nhưng mà mất liên lạc luôn. Không có nghe được gì. Ban đầu là bàn nhau là hỏi ý nhau rồi nọ để anh em phối hợp đồ vô kêu hả leo được nọ, nhưng mà tiếng nhào nhạc trống sập sình ồn quá, không thể làm bài được sớm luôn. Cho nên cho chúng em gọi là như người mà rớt xuống dòng sông biển cả, bơi bấu với víu mà nay mới bơi, mà nay mới quơ quào. Em đứng sau anh Rít là chỉ thấy mỗi cái chân của anh Rít thôi, cũng không thấy đường, không thấy là lân bên kia luôn. Đúng không rồi, thấy gì hết trơn. Hai anh em nói chuyện với nhau không nghe. Còn bên đây tội nghiệp người em tôi lắm, đã bị thoát vì đĩa đệm rồi, gai cột sống các kiểu. Người anh tạo miếng hề cho anh cởi lên đi, cho anh cởi lên đi. Người em tưởng là địch, tưởng địch đang leo lên mùng bảy. Hồi nãy thì xin thú thật với anh là bọn em cũng có leo ké. Có nhảy qua một tí. Trời ơi, mà hồi nãy cứ có đoạn mệt quá rồi tôi kêu cái đầu lưng nghỉ anh ơi. Mà trong tuyệt vọng con lưng trước vẫn múa. Không có nghe được gì luôn á. Anh Tuấn lại Huy thì cũng đã có thêm một cái kinh nghiệm múa lưng. Múa lưng giật làm sao cho con mắt nó ấy, cái miệng của nó mở ra như thế nào, cái đó. Bộ chào ba bộ. Ba em chân. Thấy anh em mình chỉ hợp với múa lửa thôi. Đúng rồi, với lại múa đi múa hùng. Thôi bây giờ mình sẽ qua điểm tiếp theo thôi. Bye bye. Tạm biệt mọi người. Chào mừng bà con đến với đoàn Lô Tô 2 ngày 1 đêm. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự đông đủ buổi trưa ngày hôm nay. Mặc dù chúng ta thường thường là chơi Lô Tô là buổi tối đúng không ạ? Cái đó là Lô Tô ở đời thường, còn đây là Lô Tô của 2 ngày 1 đêm, nó phải khác biệt hoàn toàn. Chúng ta cùng chào đón những nghệ sĩ sau đây. Xin giới thiệu tới tất cả bà con, vỗ tay nồng nhiệt cho Hoa hậu Khánh Vân. Chúng ta chào đón Hot Boy Bà Rịa Vũng Tàu Kiều Minh Tuấn. Siêu mẫu châu Á Minh Tú. Quá trời quá đất. Chúng ta chào đón Lê Dương Bảo Lâm. Hey. Hot Boy Làng Rap, đó chính là Hiếu Thứ Hai. Một bạn nam là hot boy và là người được quan tâm nhiều nhất trên YouTube hiện nay, Rick Phan. Trời ơi. Ôi trời ơi. Làm hùng làm điên. Vỗ tay cho nam ca sĩ trẻ mãi không già, Ngô Kiến Huy. Wow. Trời ơi. Và thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai đội chơi với nhau. Dạ. Hai đội sẽ luân phiên kêu Lô Tô và trao quà cho khán giả nơi đây. Sau đó các bạn sẽ nhận bình chọn trực tiếp từ khán giả. Đội nào giành được nhiều bình chọn hơn sẽ chiến thắng. Đội chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng là bánh bứt, các phần quà của nhà tài trợ và mâm cơm ngày Tết. Rồi bà con, bây giờ ai chưa có vé trên tay giơ nhẹ tay lên à. Giơ lên à.
Ai chưa có vé giơ tay lên tụi em thấy cho bà con nha. Ai chưa vé giơ nhẹ bàn tay để giùm chúng em luôn. Đây. Em đây quà tặng rất là nhiều luôn anh chị ơi. Chia nhau. Ai mà chưa có vé mời giơ tay lên lại lấy vé à quý vị ơi. Ngày hôm nay đoàn Lotto 2 ngày 1 đêm đã trở về Mỹ Luân để phục vụ bà con. Tối đêm nay xin nhắc lại có rất nhiều ngôi sao đã xuất hiện trên bầu trời âm nhạc tại Mỹ Luân. Tối đêm nay rapper Hiếu Thứ Hai, ca sĩ chuyển giới Ngô Ký Huy. Cái gì vậy? Lộn, ca sĩ nhạc trẻ Ngô Ký Huy, nhóm bè Kiều Minh Tuấn và Kiều Thị Lệ Minh Tú. Yeah, yo. Phép vé bên đây nè con ơi rớt. Lan quậy quậy lẹ tụi em ơi. Vé bên đây nè, cô ba đang chờ nè con ơi. Ai chưa có không? Và hiện tại cô chú đang ngoài bãi xe, nhanh tay lại chân tiến vào sân bãi để tiếp tục dò số tối đêm nay. Ủa trưa đêm nay một đêm duy nhất ạ. Một trưa duy nhất. Chúng ta sẽ có hai một vé màu hồng và một vé màu xanh. Lưu ý chúng ta sẽ chơi nhiều lần trên một vé, chúng ta không phải một lần kinh là chúng ta bỏ vé đâu ạ. Xin lưu ý bà con. Bây giờ chúng ta chuẩn bị bước vào vòng loại đầu tiên, mời các bạn cầm vé trên tay chuẩn bị quay số. Trời ơi. Lên. Số gì ra? Da 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 da. Hôm qua em đi vô rừng, em gặp bà con sâu. Con 20 sao, con 20 sao. 26 quý vị ơi. Số gì ra. Gờ ra con mấy, con mấy gì ra. Mấy gì ra. Anh đẩy lớn lên chùm xếp anh ơi. Kìa cô gái có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố, phố đông người qua. Người qua. Chờ em với. Đó ai cười thì được anh sao? Sẽ nói chăm chăm xinh đôi. Số 51. Ủa? Số gì ra, con số gì ra. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Xin chúc mừng sinh nhật anh Giang lần thứ 47. 47. Còn số gì ra? Số gì ra? Là số gì ra? Đêm đông là sao? Đêm đông nhé. Số 52. Ôi tới tôi. Con số gì đây? Số gì ra? Con số gì ra? Cờ ra con mấy? Cháu lên bà, sao nè? Cháu đi mau giáo. Hey. Cô thương cháu thì cháu không khóc nhẹ. Sao nữa? Không khóc nghe thì mẹ trồng cây cây. Em vào nhà mấy ông bà vui cây cây. La 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 con bốn ba, con bốn ba. Có ai kinh chưa? Có ai kinh tiếp tục? Say. Số gì ra? Trong căn nhà quang dường như có ma. Nó lú đầu ra làm em hú hồn. Con ma đầu đinh hàm răng trắng tinh. Nó lú đầu ra làm em hú hồn. Ngày vừa qua đầu đinh nó cắn em. Ngày vừa qua đầu đinh nó hù em giật mình. Con mười chín. Số gì ra, cờ ra có mấy số gì ra. Cờ ra có mấy số gì ra. Ok, trong hang có một bà con cốc. Nó hai cái chân đi trước, nó hai cái chân đi sau. Nó nhảy lung tung, nó gặp bà gấu Sam. Gấu Sam chào nó chào bà gấu Sam. Là con 38. 38 quý vị ơi, 38. Số gì ra. Con mấy gì ra. Rừng núi giang tay nồi lại biến xa. Ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Yeah. Mặt đất cao lên, anh em ta cùng gặp nhau mừng như bé dây cuồng trời đồng. Quay tròn một vòng Việt Nam. 48, 48, 48.
câu gì là kênh, dừng lại. Nhà thứ gì? Kênh rồi. Có người kênh. Quá nhiều luôn. Chị bảy hai người kênh ngày hôm nay. Ba người kênh, ai kênh không hả? Từ từ. Giữ vậy kênh. Anh kia nữa kìa, 4 người kênh. Thoải mái mình kênh nha. Đây. Và bây giờ chúng tôi xin phép kiểm tra những con số của các vị khách ngày hôm nay. 52. 52 có 52. 19. 19 có 19. 19 có 2. 47. 38. 16. 26. Có 4. 51. Có. 48. Có 1. Có. Rồi xé màu hồng ra, lấy màu hồng. Trời ơi, mở đoàn ra hát lô tô kiểu dày lỗ chết luôn á trời. Tụi em mới khởi nghiệp và đây có lẽ là cái đoàn cuối cùng mà tụi em sạc nghiệp tại đây. Rồi thưa quý vị, bây giờ xong những phần quà dành cho những vị khách may mắn ngày hôm nay. Là những phần quà đến từ nhà tài trợ. Cảm ơn các vị khách rất là nhiều ngày hôm nay đã ủng hộ bộ đoàn của chúng em. Chà Liptong. Phần thưởng là Hảo Hảo cũng như là Liptong. Té, Huệ ơi, xong đêm nay em nghỉ đoàn này giùm cho anh nha. Thôi mà. Rồi sẵn sàng chưa? Wow. Rồi một phần nữa nào. Rồi cảm ơn tất cả mọi người và vỗ tay nồng nhiệt cho những người vừa đoạt giải thưởng. Trời ơi, sẵn sàng vô trong mỗi đứa lãnh 250 giùm cho chú nha con. Dạ cảm ơn chú ạ. Rồi không có gì đâu, bây giờ là vòng loại thứ hai chuẩn bị. Âm nhạc bắt đầu. Đi. Yeah, come on. Số gì ra, dễ đâu. Xoay. Số gì ra, con số gì ra. Xin hoàng tử hãy tha thứ cho người con gái bị dính cái lời nguyền. Chinh thiếp đã hát bài hát đó, người con gái bị dính lời nguyền. 30 quyền. Số gì ra, số gì ra, có mấy số gì ra. Số gì ra, cơ ra có mấy số gì ra. Cúc Hà, em nói chia tay, hết hồn ui da con 13. Ôi tào lao, ôi tào lao. Số gì ra con, số gì ra. Tam ơi Tam, nhiều chuyện cái mà nhiều chuyện. Ơi Tam ơi, vô duyên, hơi bị vô duyên. Con ngựa chết chìm gió, các ngoại sông vừa hái mềm kêu chuyện. Không nói có, đúng là nhiều chuyện như bà Tám. Số 18. Số gì ra, cờ ra con mấy con số gì ra. Hay ở lại với anh thêm một ngày nữa thôi, vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay. Con số 2 gạch vô anh chị ơi. Số gì ra. Hãy vô lại đá 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 đá. Nó bỏ mi luôn rồi kìa. Hát đưa cái mi vô. Chủ đoàn ơi, đủ được không? Không được đâu. Hồi nãy giờ ngứa mắt nhưng không đủ được, bởi vì nó đẹp nhất đoàn. Dạ. Tụi nó khán giả không vô nữa. Dạ biết rồi. Nghe chú dặn nè, mình đẹp chưa đủ đâu, mình cũng đừng có điên. Các con hát mà các con không cầm cái micro làm sao chứ người ta nghe. La mà không cầm micro vô. Qua rồi. Khán giả biết rồi. Ủa, biết cái này nửa tiếng rồi. Ủa khán giả biết. Cảm ơn các con. Không phải, thì tụi con cố gắng lắm mà do bị tắt tiếng thôi. Con không những tắt tiếng còn tắt nhiều thứ khác nữa. Số gì ra, chuẩn bị mài dò số luôn anh chị ơi. Ây da, đạp gai, 32. 32 à, 32 luôn à. Số gì ra, cháu lên ba. Con số 3. Rồi rồi. Tào lao. Yo, ngô kinh lý à. Số gì ra, cờ ra có mấy số gì ra. Không dám đâu, em còn phải học bài. Không dám đâu, em còn phải làm bài. Cô dạy em, 1 + 1 số 11. Hay quá, số gì ra. Này là voi con ở bàn đôn. Này là voi con ở bàn đôn. Voi con ở đâu? Bàn đôn. Voi con ở đâu? Bàn đôn. Bộ Ấn Độ 4-14.
trường thương đâu để ai nhân gian ấy chưa qua chưa phải là người. Hey. Trong đó đời người xa nước mắt. Hay quá mẹ. Cho thấy gọi tên bạn hữu giờ giàu dám quên kẻ tam sao. Hey. Còn gian dối cho nhau. Con số sao? Số gì ra? Con số gì ra? Ra dẻ. Đôi khi mình tưởng mình trẻ, lâu lâu tự nhiên lạc quẻ. Đi chơi mà cứ hay xài tiệt chiêu giọng mẹ sao hay. Đi chơi là phải vui vẻ, không đi thì ở nhà khỏe. Chứ đừng ghét go rồi đi, cái mặt thì như cái xô. Ai chọc lát em giùm một cái coi. Y nhột còn 51. 51 còn 51 gạch vô đi. Con số gì đây? Tôi kêu con cờ ra. Hey. Cờ ra mà con mấy, con mấy mà gì đây? Có ông mà thợ săn, ông chạy vô rừng. Ông bắt cả con nai mà chạy trốn. Là con mà số 4 mà. Hey. Số gì ra, số gì ra? Quê hương Đồng Nai chào đón một người con rất hài. Trở về quê hương thăm mẹ cha bà con làng xóm. Ngày xưa chẳng ai biết phận tài, giờ này người ta thương gần trên. Này bà con ơi, Dương Lâm chiến hài mau chạy ra coi. Anh Dương Lâm ở đâu à? Ở đâu à? 42 42 Kết rồi, kết rồi, mời em lên. Con người kênh kênh lên lãnh tiền đi bé ơi. Nguyễn Trọng Tính tên gì? Tên gì? Nguyễn Trọng Tính tên gì? Trời ơi, Nguyễn Trọng Tính tên gì? Tên Tính học lớp mấy? 12C3. 12C3 trường nào con? Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm. Em thấy nửa trường đi nhanh nha. Rồi cứ coi có trúng không. Khoa kiểm tra chứ nhiều không trúng. Dạ rồi mời mẹ. Hàng nào? Mẹ đọc số giùm con. 11. 11 có 1. 28. 28 có 2. Trời ơi, tự nuôi thân tự do. Trời ơi, tự nuôi thân tự do. Ý mẹ ơi, đừng nói vậy. 30. 30 có 1 mẹ ơi. 42. 42. 42 mới kèo. Có luôn mẹ ơi. Đúng rồi, 42 mới kèo. Rồi lãnh tiền. Qua wow. Cho anh cái may mắn ngày hôm nay luôn à. Rồi. Rồi. Cảm ơn con. Cảm ơn chị, chúc chị học giỏi trong tương lai nha. Dạ, con cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn con. Vô. Cảm ơn Tính. Rồi bây giờ chúng ta tới phiếu màu xanh. Mẹ ơi. Ơi. Cho con hỏi là con bé này mới vô đoàn mà nó không làm được việc, bây giờ không hát được bài nào thì anh đuổi con bé không? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vòng loại với tấm vé màu xanh. Bà con chuẩn bị phấn sẵn sàng chưa ạ? Vòng loại này chúng tôi sẽ có vừa kê lô tô vừa biểu diễn cung phu đến từ Phun Pẹt Phun Chat của Phun Charat. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tiết mục cung phu của Quái Nhân An Giang. Wow. Yeah. 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 Số gì ra, số gì ra, con số gì ra? Hey, hey, vậy bây giờ là Minh Tú, một chạm tay cho Minh Tú à? Một cô gái võ công cao cường, đó là Khánh Vân. Hay quá trời ơi. Hay quá trời ơi. Nó chết luôn rồi, nó chết luôn rồi. Sao gì ra, sao gì ra, con sao gì ra. Sao gì ra. Ui da. Ui da. Số 13. Số gì đây, con số gì đây, con số gì ra? Tôi kêu con cờ ra. Cờ ra là con mấy, con mấy cái gì đây? Có ông thợ săn, ông đi vô rừng. Ông gặp con nai, nhưng ông không bắt. Ông khóc, không bắt con nai. Ông thấy con khỉ đột, con ba là 11. Gì ra, số gì ra? Cờ ra là con mấy, con mấy gì ra? Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, bốn ông sáng sao, bốn ông sáng sao,
là con số may, chưa có số. Lẹ lẹ đi, Ngô Kiến Huy, nắng quá đi. 4 cộng 2 bằng 6, em sai rồi, là con số 2. Có số 2, số gì ra, số gì ra. Vì ra số gì ra, số gì ra, tờ ra mà con mấy, con mấy gì đây. Có ông thợ săn, ông đi vô rừng, ông gặp con nai, ông không thích mà con nai. Có ông thợ săn, ông đi vô rừng, ông thấy con đười ươi là con sao mù. Số gì ra, số gì ra. Bên cạnh tôi đã là hai cô tiên, một trào tay cho hai cô tiên ngày hôm nay. Ai ai hờ ai hai, ô ô cờ ô cô, y ơ yên, tà yên tiên. Hai cô tiên là hai cô tiên. Con mười quyên à, con mười quyên, con mười quyên. Số gì ra, số gì ra, số gì ra, số gì ra. Hot boy Hiếu thứ hai, yo, yo. Man bồ cùng với Hiếu thứ hai. 45, số 45 mà. Số gì ra, số gì ra. Bây giờ chúng ta đến với người đẹp Rick Phan à. Số gì ra, số gì ra, số gì ra. Vô. Tóc em dài, em đi trong nắng. Tóc em ngắn, em đi trong mưa. Okay. Tóc em lưa thưa, sao? Em đi trong gió. Sao nữa? Đầu em hói giống Lê Dương Bảo Lâm, giống Lê Dương Bảo Lâm. Số 55. Trời ơi. Điên, hay quá. Điên rồi. Số gì ra, cờ ra có mấy con mấy gì ra. Một con dịch sửa ra hai cái cánh. Nó kêu rằng nhục 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 nhục. Nhục nhục nhục, số 21. À kênh hả, kênh hả? À kênh, 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 kênh. 13. 13 có 1. Số 2. Có 1. 60. Có 21. Có 21. Rồi kênh. Kênh. Bên đây nữa anh ơi. Đi. 21 có 1. 31. 31. 31 có luôn. 45. 45 có luôn. 60. 60 có liền. Xin chúc mừng, xin mời mở khẩu trang ra nha bé nha. Để phần quà cho hợp lý để bắt đầu phỏng vấn. Con nên nhiêu tuổi? Hôm nay con mới 18. Mới 18 đủ tuổi. Gái nhiêu tuổi? Con 14. Bạn nhỏ ơi, con có người thân đi theo không? Dạ có bạn theo ạ. À. Bạn có mấy tuổi rồi? Dạ bạn không bằng con rồi. 14 cộng 14 là 28 tuổi. Đúng, hợp lệ. Bậy bạ. Ủa không được ạ. Bậy bạ. Con nhận phần quà là bánh kẹo nha con nha. Rồi trà luôn nha con nha. Con nhận phần quà về để làm gì? 2, 3. Con tặng cho mẹ. Con tặng cho mẹ. Mẹ. Wow, đúng là báo thủ. Rồi tặng quà xin mời. Hai, chúc mừng em. Rồi, ok, cảm ơn con, chúc con và gia đình hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Thank you, cảm ơn hai đứa. Bây giờ chúng ta sẽ còn theo một vòng cuối. Âm nhạc, bắt đầu quay số. Số gì ra, số gì ra, số gì ra, lè lên người đẹp Kiều Thị Thu Tuấn ơi. Số gì ra, số gì ra, hôm chia tay chiều chủ nhật à. Qua phố chờ, bồng nghe tiếng sét, bồng nghe tiếng sét rầm. 35 à, 35, 35. Số gì ra, số gì ra, gờ ra có mấy con mấy gì ra. Có chú thợ săn, không phải ông này. Ông đi vô rừng, ông gặp bò tốt, là con số 31. Số gì ra, số gì ra, số gì ra. Trời ơi Hà ơi, anh Cương có chuyện rồi. Biển Cương lá rơi thu hà em ơi. Em ơi, em ơi. Đường dài mình mù em không tới nơi. Mây mây nước buồn cơn lửa bên. Hết kể chuyện chung tình. Không tan duyên em một mình. Còn số trên, còn số trên. Số gì ra, số gì ra, số gì đây. Con bốn gì đây, con bốn mà gì đây. Anh đàn em nhảy là con 47. Gì ra, số gì ra. Có con chim non, nó bay trên cao. Nó gặp Dương Lâm xong nó nhảy xuống ao. Con 16. Số gì ra, số gì ra. Tiếng tôi vang rừng núi. Sao không ai trả lời. Nhắn tin theo cùng gió. Gió. Khánh
con đây đợi chờ. Có con chim cũng cu kìa, nó hót lên một câu rằng có một nàng mà ở trong rừng, bà tìm trong rừng, kiếm trong rừng, chít cánh phiêu. Chít cánh phiêu theo chị Hồng, theo gió tuôn bay về đây, vươn lên cây. Còn số 7, con số 7, số gì ra, số gì ra. Có người kinh rồi. Than hai người kinh. Chết rồi, đoàn chúng tôi ngày hôm nay một đêm nhất là sạc nghiệp luôn. Một chưa trả đoàn luôn. Wow. 35 có 1. Số 9 có 1. 47 có 1. Số 7 có 1, hợp lệ. Số 31 có 1. 9 có luôn. Số 9 có 16 10 có luôn. Có 1. 7 có 1, hợp lệ. Rít phang, mời Quang. Tan Dạ, chúc chú và bạn trai cúng gia đình mình ngày càng nhiều sức khỏe. Cảm ơn ạ. Chúc một cái Tết an lành. Dạ. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta không những là kêu lô tô không, mà là cuộc chơi của hai đội trong chương trình 2 ngày 1 đêm với hai vị khách mời là Khánh Vân và Minh Tú. Quý vị cảm thấy hồi nãy giờ đội nào kêu lô tô rồi tạo ra nhiều tình huống tiếng cười thì mình bỏ cái phiếu vào cái thùng của đội mà mình yêu mến hơn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và dĩ nhiên những người tham gia bỏ phiếu sẽ có phần quà riêng của chương trình. Lên, hàng số 1 nha. Cảm ơn mọi người ơi. Trời ơi, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn. Rồi, hàng số 2, lên. Trời ơi, hè. Kỳ Minh Tuấn với lại Rít Phan chiều. À, có kìa. Đây rồi, đây của tôi đây rồi. Màu cam đi. Yeah. Hãy cam chúng tôi đi, cam đi. Hàng số 3, xin mời. Cam đi chị ơi. Xanh em ơi, xanh em ơi, cứu anh. Cam đi. Cứu anh bé ơi, cứu anh, yeah. Rồi, hàng thứ tư, xin mời. Wow. Cam thứ hai là Bảo Lâm à. Yeah, cảm ơn em. Cam. Chị giúp phỏng vấn cái, chị tên gì? Em thấy chị đến, chị cầm cái phiếu mà chị cảm giác chị rất là lén lút. Chị bỏ vô, chị ủng hộ cho Hiếu thứ hai hả? Mình lên với Bảo Lâm. Anh ơi, sao anh có ép Hiếu hai hoài, em cũng đẹp mà anh. Rồi, ok, giờ mình hỏi, cảm ơn chị rất là nhiều, cảm ơn chị. Bây giờ mình hỏi nha, tiếng vỗ tay ai đẹp hơn thì tiếng vỗ tay sẽ mạnh hơn ha. Bây giờ nét đẹp của Lê Dương Bảo Lâm, mời vỗ tay. Nét đẹp của Hiếu thứ hai, mời vỗ tay. Nhục chưa? So chi nhục. Thì thưa quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã bỏ phiếu rồi, thì có cần đếm không? Đếm đi cho biết nhục như thế nào. 1 13 14 14 15 16 17 bên đây khoảng 101 anh. Đội thắng cuộc chính là đội của Hiếu Thay, Lê Dương Bô Lâm, Thánh Vân và Ngô Kiến Huy. Còn bây giờ là phần quà dành cho các vị khán giả thân thương ngày hôm nay, xin mời. Hàng hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mây, chạy tung tăn vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra trông ra bấm vào Nam, dù đi đâu ai cũng nhớ về chúa nhà em. Để có thể biểu diễn một đoạn nhã nhạc cung đình theo cách mà các bạn cảm nhận được, xin mời chén lên. Rồi. Rồi. Ăn uống thiếu gõ hay. Sẽ có 3 nghệ sĩ học múa chén, 3 nghệ sĩ học chơi đàn. Hồi nãy anh đòi múa chén đó. Anh đòi múa chén. Cái gì khó để anh. Trời đất ơi, giờ phân công đi anh em. Chào mấy anh. Dạ. Xin chào. Dạ, anh. Dạ, em chào. Dạ, chào cả nhà. Dạ, chào cả nhà. Nhạc cụ gì ạ? Xanh tiền. Chiều chiều trên má sông hướng nà, con xin nằm đền dạ. Được. Ủa, rồi bây giờ sao?
Các bạn đã chọn nhạc cụ xong chưa? Tôi xong rồi ạ. Múa chén ăn cơm. Tôi múa tô bưng hủ tiếu. Hủ tiếu. Bậy ở đây. Bún bò. Bún bò. Nó lại. Tôi múa cái tô bưng bún bò Huế. Đây. Tôi trà cung đình Huế. Đó. Tôi chọn đàn Hồ Đại. Đại thiệt nha. Đại thiệt. Em đang đang ti ba. Dạ. Tôi chọn đàn Nguyệt. Rồi chơi lớn vậy. Rồi bây giờ là thời gian luyện tập của các bạn ha. Các bạn có khoảng 10 phút để luyện tập. Trời ơi. Cậu tập gì dữ vậy chị? Vậy là cái nó có nhịp là 1, 2, 3, 4 gì không? Hay là tự cảm thôi? Cảm không có nhịp chết. Tức là cảm giống như nhịp đó. Đâu chị đọc cái nhịp đó coi. Tịch tịch duyệt duyệt. Nhưng mà cái này là 2, 2 dịp 1 nè. Cái này là 2 dịp 1 nè. Tại vì cái tô, cái chén nó bự mình rung được thôi. Nào là đồ đó. Đồ đây, đồ đây, đồ đây, 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 đồ. Đồ này. Đồ. Đồ, rê. Rê. Qua đây, pha này. Pha. Son. Son. Thì mình phải mường nốt. Ví dụ như nốt rê này. Mình dạ. Mình muốn đánh cho được nốt mi thì mình phải mường nốt rê này nhấn vào. Khi đó hẳn. Đó. Rê này. Mi này. Đó, khi đó mường nốt được. Wow. Rồi, khó quá. Không, nhưng mà bài đó là cơ bản nhất, là dễ nhất đây rồi. Dạ, dạ, dạ. Cái hàng thì có tông đó là nốt đen và nốt trắng thôi. Nhưng mà bây giờ 10, dạ. Mà, trong 10 phút mà em không thể nào nhớ được. Thôi thì mình cứ tập từ từ là chúng mình dạ. Nhớ hệ thống dây và cách mình có thể biết là từ đây nổi lên nổi gì kêu gì thôi. Dạ, dạ. Đó. Chứ học ra thì tất nhiên phải một thời gian dài mới học được chứ. Còn cao độ mình những dây anh. Thôi tôi chơi ngu quá vậy, chọn cái đàn này. Cái đàn khó, ơi là khó. Đúng rồi, mấy cái này là khó nhất. Khó nhất hả? À? Khó nhất hả? Cùng bên dạ viếng là hai bên. Cùng đi bên. Cùng bên dạ viếng. Gì vậy? Cồn hến gì đó. Cồn hến gì đó. Đừng thẳng một thứ, nó chỉ có tay thôi. Rồi, đồ sứng á. Đó, đồ sứng á. Bạch hồ sông đào bao vinh. Bao vinh bạch hồ sông đào. Thăng long cải vàng thẳng. Đó lắm đó, một số lớn. Hay quá. Nhảy đi. Trên nhảy đi. Nhảy lên, nhảy lên đi. Ok, okay, là okay. Chúng tôi đã nhường nhảy là trên nhảy đi. Chưa xong nữa hả? Đâu, em đã làm được đoạn đầu rồi. Tham gia. Dạ rồi. Go. Let's go. Cảm ơn anh. Dạ rồi, lên. Lát nữa khi tụi anh ra, tụi anh chào má, tụi anh quay qua. Cái tao đưa hàng ra. Đây ạ. Là bắt đầu đờ, hai, ví dụ nè. Đã bắt đầu.
sống hướng mà nước trời tiên. Cả nhà nhớ 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 gì không vậy? Không nhớ vậy nói gì. Kính thưa, chưa biết chưa. Ngày hôm nay hai ngày một đêm đã có mặt tại cung đình Huế tại Đại Nội. Ban nhạc của chúng tôi mang tên là Bên Dòng Sông Hương. Xin bắt đầu. Anh vô anh ra đã. Chuyên nghiệp lên. Chuyên nghiệp lên. Kéo màn. Đậu đài kéo màn. Hai ba mở màn. Chưa mà trong đàn mày biết. Hai ba. Sông hương mà nổi thuyền tối mà lừng lơ, em cá mà nọn đời và em hàng hò. Tôi nhớ đến em ý. Ai đã mà từ về thì đã, ai chê thì phải, ăn tố mà bụng bò. Ăn tố mà bụng bò, ta ăn cơm hèn ở cồn hèn ấy. Bụng bò bánh bèo bánh nằm, rình nhau bụng ngón mà đè quả trứng. Che một lòng héo quay à. Quay. Múc bún. Bún bò đây của tôi. Bạn nhạc quýnh đi, quýnh đi. Chén đang nghỉ cho bạn nhạc quýnh đó. Ok, quý solo. Ông nghĩ đi, nghĩ đi. Cửa gì vậy? Rít. Đức đàn, ông mới vô đức đàn. Đốt đức đàn. 2, 3. Tiêu lạ lè, ta lạ lè lè lè. Hiệu. Hay quá. Tất cả vô. Dạ bây giờ chương trình kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Trời ơi. Ngày xưa mà múa cho quan coi giờ là chém đầu rồi. Chém đầu hả? Chém đầu chứ. Quân đầu kỹ lắm. Người đâu hả? Chém đầu rồi đâu? Thiệt. Giới thiệu cho hoành tráng vô. Sao vậy? Thái giám phương nào? Thái giám phương nào? Xin tha tội. Không được. Tha tội. Không được. Cậu đầu đau. Sớm. Thử. Để từ nay tôi sẽ làm trưởng đoàn. Sơn hở rồi chém. Chắc là thưa chị, thực ra thì là ban giám khảo trách nhiệm rất là nặng nề. Nhưng mà tại vì chúng em rất là vui, rất là vinh dự khi được đón các nghệ sĩ ở đây. Và buổi sáng hôm nay thực sự là
Nhưng mà người dành cho các nghệ sĩ, em cũng không nghĩ là các nghệ sĩ là quá giỏi. Hát những sự đáng điểm ngươi, và nếu như có ngươi cầu hát mình luôn thì em sẽ sẵn sàng lời trả cho các nghệ sĩ luôn. Trừ 9 điểm ạ. Bị chạm đó là thôi xì xóa đi, khó quá bỏ qua. Dạ em xin phép mời nhận xét đặc biệt về cô Kiến Quy ạ. Anh cưa cái gì vậy hả? Về thân thải biểu diễn đó chắc chắn là tuyệt vời. Dạ yeah. Anh còn có phần kéo mà âm thanh ọt ẹt anh. Về đệ tử của mình chứ mình chậm điểm 10 luôn. Trời ơi. Cảm ơn thầy. Như vậy là với phần biểu diễn vừa rồi, các nghệ sĩ chương trình 2 ngày 1 đêm đã được các nghệ sĩ đoàn nhã nhạc cung đình đánh giá cao. Bất chấp màn biểu diễn của các bạn như thế nào, cho nên là các bạn sẽ nhận được thêm một kim bài của chương trình. Cảm ơn anh chị nhiều. Huynh đài, hãy lấy kim bài miễn tử, kim bài miễn bể. Cái chén hồi nãy bể là tha thứ rồi. Ngày hôm nay cảm ơn các anh chị bên ban nhạc cung đình Huế nhã nhạc đã hỗ trợ tụi em rất là nhiều, và mong các anh chị nhớ và ủng hộ cho tụi em. Đây chính là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Vion phiên bản toàn cầu miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.